Kính thưa quý vị, những quy định liên quan đến giá đất, tài chính đất đai được đánh giá là một trong những nội dung có nhiều điểm mới nhất luật đất đai sửa đổi. Trong chuyên mục nhận định hôm nay, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được giới thiệu tới quý vị ba quy định mới đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương 11 quy định về tài chính đất đai, giá đất được đánh giá là nội dung có nhiều điểm rất mới tại luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Luật sửa đổi quy định rõ 4 phương pháp định giá đất gồm so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh, thay vì chỉ giao chính phủ quy định phương pháp định giá đất như luật đất đai năm 2013. Luật cũng quy định rõ chính phủ chỉ được quy định phương pháp định giá đất khác với 4 phương pháp trên sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, luật vừa được ban hành còn quy định cụ thể từng trường hợp, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất và giao chính phủ quy định chi tiết. Đáng chú ý, luật đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất và có điều chỉnh quan trọng với quy định về bảng giá đất. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tiếp theo. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân quyết định. Việc quy định việc ban hành bảng giá đất hàng năm, điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất theo luật đất đai năm 2024 để bảo đảm giá đất ban hành theo nguyên tắc thị trường như tinh thần nghị quyết số 18 NQ-TVK, đồng thời cũng thay thế quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm hiện nay. Khoản 1 điều 177 luật đất đai sửa đổi nâng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất. Trong khi đó, luật đất đai năm 2013 quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất đối với mỗi loại đất. Đặc biệt, luật bổ sung hai quy định mới, nêu rõ các nguyên tắc tập trung đất nông nghiệp điều 192 và tích tụ đất nông nghiệp điều 193. Luật đất đai sửa đổi tập trung đất nông nghiệp là việc tăng diện tích đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất thông qua 3 phương thức: chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo phương án dồn điền, đổi thửa, thuê quyền sử dụng đất và hợp tác sản xuất kinh doanh bằng quyền sử dụng đất. Còn tích tụ đất nông nghiệp được thực hiện thông qua 2 phương thức: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA đánh giá các quy định trên sẽ tạo điều kiện để nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 phát triển 1 triệu hectare đất chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải ròng bằng không net zero tại đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, luật đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực đến cả nền kinh tế và thị trường bất động sản trong quá trình đô thị hóa và phát triển các khu dân cư nông thôn, làm tăng nhu cầu tạo lập nhà ở của người dân nông thôn, nhất là các nông dân tỷ phú. Đặc biệt, luật đất đai sửa đổi quy định luật này có hiệu lực sớm hơn từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 với điều 190 hoạt động lấn biển và điều 248 sửa đổi bổ sung một số điều của luật lâm nghiệp. Trên cơ sở các quy định có hiệu lực thi hành sớm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ lưỡng, hoàn thiện các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tương ứng bảo đảm khả thi, rõ ràng, chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật, tránh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với hoạt động lấn biển, cơ quan thường trực của Quốc hội lưu ý cần có quy định mang tính đồng bộ, không chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai mà còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư công, xây dựng, môi trường, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và pháp luật khác có liên quan.